Thưa quý vị, sáng nay tại Cung Thiêu Nhi Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, dân dịp xuân quý Mão 2023. Đồng thời hưởng ứng chương trình 1 triệu cây xanh đô thị Việt Nam, đến dự có trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Đây là hoạt động thường niên của Thành Đoàn Đà Nẵng nhằm thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tại buổi phát động, thanh đoàn đề nghị mỗi cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên cần tuyên truyền sâu rộng về chương trình Tết trồng cây, giá trị, lợi ích của việc trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chung tay xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, đồng thời góp phần xây dựng một Việt Nam xanh trong tương lai. Dịp này, thanh đoàn Đà Nẵng đã trao 30.000 cây cao giống và 35.000 cây xanh các loại cho 7 quận huyện đoàn. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức ra quân đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân quý Mão năm 2023 theo phương công của Ban thường vụ thành đoàn. Ngày sau lễ phát động, đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên đã cùng nhau hưởng ứng tham gia trồng hơn 100 cây bằng lăng tím tại khuôn viên cùng thiếu nhi Đà Nẵng.